Các bạn hãy bấm đăng ký kênh để xem thêm những cái clip tiếp theo mình làm về cái sticker 2000 này nhé. Đây là lựa trực tiếp, lựa từng tấm một thì 2000, còn nếu như các bạn để cho shop bốc ngẫu nhiên ấy thì giá nó sẽ còn giảm nhiều nữa. Các bạn hãy bấm đăng ký kênh để xem thêm những cái clip tiếp theo mình làm về cái sticker 2000 này nhé. Đây là lựa trực tiếp, lựa từng tấm một thì 2000, còn nếu như các bạn để cho shop bốc ngẫu nhiên ấy thì giá nó sẽ còn giảm nhiều nữa. Các bạn hãy bấm đăng ký kênh để xem thêm những cái clip tiếp theo mình làm về cái sticker 2000 này nhé. Đây là lựa trực tiếp, lựa từng tấm một thì 2000, còn nếu như các bạn để cho shop bốc ngẫu nhiên ấy thì giá nó sẽ còn giảm nhiều nữa. Các bạn hãy bấm đăng ký kênh để xem thêm những cái clip tiếp theo mình làm về cái sticker 2000 này nhé. Đây là lựa trực tiếp, lựa từng tấm một thì 2000, còn nếu như các bạn để cho shop bốc ngẫu nhiên ấy thì giá nó sẽ còn giảm nhiều nữa. Các bạn hãy bấm đăng ký kênh để xem thêm những cái clip tiếp theo mình làm về cái sticker 2000 này nhé. Đây là lựa trực tiếp, lựa từng tấm một thì 2000, còn nếu như các bạn để cho shop bốc ngẫu nhiên ấy thì giá nó sẽ còn giảm nhiều nữa. Các bạn hãy bấm đăng ký kênh để xem thêm những cái clip tiếp theo mình làm về cái sticker 2000 này nhé. Đây là lựa trực tiếp, lựa từng tấm một thì 2000, còn nếu như các bạn để cho shop bốc ngẫu nhiên ấy thì giá nó sẽ còn giảm nhiều nữa. Các bạn hãy bấm đăng ký kênh để xem thêm những cái clip tiếp theo mình làm về cái sticker 2000 này nhé. Đây là lựa trực tiếp, lựa từng tấm một thì 2000, còn nếu như các bạn để cho shop bốc ngẫu nhiên ấy thì giá nó sẽ còn giảm nhiều nữa. Các bạn hãy bấm đăng ký kênh để xem thêm những cái clip tiếp theo mình làm về cái sticker 2000 này nhé. Đây là lựa trực tiếp, lựa từng tấm một thì 2000, còn nếu như các bạn để cho shop bốc ngẫu nhiên ấy thì giá nó sẽ còn giảm nhiều nữa. Các bạn hãy bấm đăng ký kênh để xem thêm những cái clip tiếp theo mình làm về cái sticker 2000 này nhé. Đây là lựa trực tiếp, lựa từng tấm một thì 2000, còn nếu như các bạn để cho shop bốc ngẫu nhiên ấy thì giá nó sẽ còn giảm nhiều nữa. Các bạn hãy bấm đăng ký kênh để xem thêm những cái clip tiếp theo mình làm về cái sticker 2000 này nhé. Đây là lựa trực tiếp, lựa từng tấm một thì 2000, còn nếu như các bạn để cho shop bốc ngẫu nhiên ấy thì giá nó sẽ còn giảm nhiều nữa.